xúc khi tôi tham gia được chương trình này là thấy ekip của mọi người làm việc, ai cũng làm việc và ai cũng sáng tạo, và các nghệ sĩ cũng vậy, tới tập luyện và tham gia từ sáng đến chiều đến khuya, họ vẫn say mê, và tôi cảm giác đó là một cái không khí mà làm cho tất cả ekip ai cũng yêu cái công việc này. Đối với chương trình Gala Nhạc Việt, mình chịu trách nhiệm về phần hình ảnh. Chương trình lần này với chủ đề Hương sắc cách Việt được đầu tư và dàn dựng rất là công phu, về phần thiết kế sân khấu rất là hiện đại và hoành tráng, tạo điều kiện cho ekip quay của mình có những shot hình rất là trong và đầy màu sắc, rất là ra không khí Tết. Lần thứ ba Gian hợp tác với lại Gala Nhạc Việt để sản xuất. Từ phía Gian thì Gian đánh giá rất là cao ý tưởng cũng như là về quy mô thực hiện của chương trình Gala Nhạc Việt. Thì mỗi lần sản xuất thì Gala Nhạc Việt lại có thêm được rất là nhiều ý tưởng mới, nhiều sự đầu tư mới để mang lại cho quý vị khán giả một cái chương trình thật sự ấn tượng. Đây sẽ là một món quà Tết ý nghĩa không chỉ dành cho khán giả của Gian mà là khán giả Việt Nam ở trên toàn thế giới. Trong cái mở màn, bốn ca sĩ thì Huy đã thiết kế bộ trang phục với màu sắc chủ đạo là màu vàng, và Huy đã lấy cái cảm hứng từ những cái họa tiết và những hình ảnh từ thiên nhiên đầy màu sắc xuân như là bướm, hoa, và kết hợp với những cái phù liệu như đá để đưa vào cái trang phục. Chúng tôi cảm thấy rất là may mắn khi mà được tham gia chương trình này và khoác lên mình những chiếc áo dài rất là đẹp. Hy vọng là năm nay quý vị sẽ tiếp tục yêu thích và ủng hộ chương trình Gala Nhạc Việt. Trong chương trình lần này thì Tuấn phụ trách thiết kế cho ca sĩ Đan Trường, Cẩm Ly, Nguyễn Tuấn, Bảo Anh, V-Music và Thu Thủy. Tất cả những trang phục trong chương trình lần này thì Tuấn thiết kế nó thiên hướng về Việt Nam hơn, là ví dụ như là áo dài, áo tứ thân. Song song bên cạnh đó thì trang phục của Đoan Trang là một trong những cái trang phục mà có lẽ là Tuấn và ekip là rất là tâm đắc. Lần này thì Trang đứng một mình trên sân khấu với một tiết mục được dàn dựng rất là hoành tráng, cũng như là sự đầu tư rất là kỹ của ban tổ chức chương trình về bộ trang phục, trang mặc, từng cái hoa giấy các bạn xếp rất là công phu và được dán lên trên cái áo đầm này. Với chủ đề năm nay là Hương sắc Tết Việt, Chirao cũng đóng góp một phần công sức của mình vào trong chương trình. Hy vọng một số cái dàn dựng tiểu cảnh của Chirao sẽ tái hiện lại được một phần nào đó về cái nét tinh tế đẹp nhất của Tết truyền thống của Việt Nam. Lần này tham gia Gala Nhạc Việt với chủ đề là Hương sắc Tết Việt thì Thư sẽ là người thiết kế đồ cho ca sĩ Thủy Tiên, Thanh Thảo và một bài song ca của Chí Thiện và thành viên Khanh của nhóm V-Music. Và lần này thì những trang phục của Trivoli mang đến cho Gala Nhạc Việt đều là những trang phục có sắc màu vô cùng rực rỡ và đáng yêu, mang không khí của Tết. Đến với chương trình lần này thì họ đảm nhận vai trò thiết kế trang phục cho các ca sĩ Bảo Thi, nhóm VT và đặc biệt là ba ca sĩ Thủy Tiên, Minh Hằng và Hồ Hà. Ba bộ này thì họ đầu tư rất là nhiều về phần ý tưởng. Hy vọng thì khi mà quý vị khán giả xem chương trình thì sẽ cảm nhận được cái không khí Tết thông qua những bài hát và những bộ trang phục mà họ muốn gửi gắm đến chương trình. Trang nghĩ đây là một trong những chương trình có sự đầu tư cũng như là một nơi mà để cho tất cả anh chị em nghệ sĩ chúng tôi có thể gửi đến những tiết mục được dàn dựng công phu đến cho tất cả quý vị khán giả. Với chủ đề lần này là Hương sắc Tết Việt thì Công có thiết kế hai bộ trang phục cho chị em Song Yến. Thì Công đã sử dụng những chiếc áo rất tốt với lại phần chân váy bồng bềnh nhưng mà vẫn không kém phần quyến rũ. Còn ngoài ra thì với bé heo Minh Hằng thì Công đã sử dụng một bộ trang phục với tông màu vàng có phơm váy xòe. Xuân đã về kia bao anh xuân về tràn lan mênh mông. Đây là lần thứ ba Dân được kết hợp với ekip thực hiện chương trình để cho ra sản phẩm mang tên là Hương sắc Tết Việt. Dân đã kết hợp với ekip hòa âm, thu âm cho hầu hết các sản phẩm. Đây là lần đầu tiên quý vị tham gia chương trình Gala Nhạc Việt. Quý vị nhận thấy rằng đây là một chương trình rất là quy mô, rất là hoành tráng và được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Và nó riêng cái tiết mục câu chuyện đầu năm của Bình và Trang thôi thì quý vị cũng cảm thấy rất là sướng trong người rồi.
khớp có ngựa, ngựa ô, ngựa ô ăn khớp cái kiểu. Cũng như hai lần trước thì lần này Duy cũng đóng góp mình vào ekip thực hiện của Gala Nhạc Việt lần này. Nếu như các bạn đã theo dõi chương trình Gala Nhạc Việt thì các bạn đã biết hầu hết hơn 80% tất cả ca khúc đều được hòa âm lại. Theo Duy thì lần này có những ca khúc được đầu tư hòa âm rất kỹ, cụ thể như là ca khúc Du Xuân của ca sĩ Thu Thủy, và một ca khúc nữa cũng để lại ấn tượng rất là sâu sắc trong Duy, đó là ca khúc Liên Khúc Tiếng Ngựa Ô Ba Miền của Dương Triệu Vũ và diễn viên Thanh Thúy. Hy vọng với cái sự tâm huyết này, cái sản phẩm này sẽ mang đến cho các bạn và quý vị một chương trình Tết thật đặc biệt trong năm nay. Hôm nay thì mình đang chạy chương trình cho tiết mục Lý Ngựa Ô. Đây là một cái tiết mục Ngựa Ô ba miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Một cái bài hát cũng khá là quen thuộc đối với các bạn. Tuy nhiên thì đối với Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy, hai đứa mình có một cảm xúc rất là nhiều đối với bài hát này. Bởi vì trong cái cuộc thi cặp đôi hoàn hảo thì mình cũng đã ấp ủ để tham gia cái bài hát này. Nhưng mà lúc đó thì cái thời lượng chương trình không cho phép. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, mặc dù đứng trên một cái sân khấu khác nè, nhưng mà cái cảm xúc của mình thì như cũ. Khớp có ngựa, ngựa ô ăn khớp cái kiểu giang. Anh cha khớp bạc, lục lạc đồng đen. Đan Trường và Cẩm Ly xin được gửi lời chào trân trọng đến khán giả của Gala Nhạc Việt. Cẩm Ly sẽ cùng song ca với Đan Trường một bài hát. Thì bài hát này cái tựa đề thì là Ước Mơ Ngọt Ngào, nhưng mà khi quý vị nghe lên á thì cũng thấy một tràn ngập một cái không khí rất là ngày Tết. Những ca từ nó rất là hay, giống như là quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Phải nói là một ca khúc rất là ý nghĩa ha Ly ha. Rất là ý nghĩa trong những ngày Tết này. Còn buồn ba cuộc sống, về cùng con yêu, nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Ngày hôm nay Uyên Trang và Quý Bình sẽ lần đầu tiên kết hợp để gửi cho quý vị một ca khúc viết về mùa xuân. Đây là một ca khúc mà Uyên Trang nghĩ là rất là nhiều khán giả biết đến, đó là bài Câu Chuyện Đầu Năm. Thực sự đây là lần đầu tiên mà một ca sĩ chuyên nghiệp và một diễn viên điện ảnh sẽ kết hợp với nhau, và hy vọng là sẽ cho quý vị khán giả một tiết mục thật là ấn tượng nha. Mong đầu năm cuối năm gặp mây, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, nói bao điều đó có thiếu. Thì anh có đổ chỗ đi, em đi qua đây. Lần này thì Huy và Thi sẽ tham gia trong chương trình Gala Nhạc Việt với một tiết mục có thể nói là với hai tụi mình thì rất là đặc biệt, bởi vì đây là lần đầu tiên Thi có một ca khúc song ca với Ngô Kiến Huy. Mặc dù trước giờ đi diễn gặp nhau nhiều lắm rồi, quay game show cũng quay chung, quay talk show cũng quay chung, nhưng mà chưa bao giờ tụi mình hát chung cả. Mà lần này hát thì lại là một ca khúc rất là lãng mạn về mùa xuân, nên là hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ Bảo Thi và Ngô Kiến Huy nha. Và cảm nhận riêng của Huy thì cảm thấy là chương trình ngày một đầu tư chất lượng nhiều hơn, và cả về cảnh trí, bối cảnh, âm thanh, ánh sáng, những thứ được đầu tư và châu chuốt rất là kỹ. Và hy vọng rằng sắp tới không những một năm mà hai năm mà ba năm và rất là nhiều năm nữa, chương trình sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Hôm nay Huỳnh Châu đến đây cùng với Sư Ngọc Minh để mà tập cho tiết mục trong chương trình, đó là tiết mục nói lên cái tâm sự của những người con xa quê trong những ngày Tết, đó là Liên Khúc Do Người Xa Xứ Và Quê Tôi. Hy vọng rằng tiết mục này của Sơn Ngọc Minh và Triệu Hoàng Châu sẽ mang đến cho tất cả quý vị các bạn những điều bất ngờ, và hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ thích. Bao năm tôi làm thuê
đêm nay giao thừa chưa về quê, chặn lòng tôi khóc với bao nỗi buồn. Lần đầu tiên Nhi tham gia gala nhạc Việt và được sung ca cùng với người chị của mình một ca khúc rất là sôi động và dễ thương về mùa xuân, đó là bài Con Muốn Xin. Thì cái bài này Trang và Nhi đã cùng nhau tập và trong cái quá trình đó hai chị em rất là yêu thích và hy vọng rằng mùa xuân này khi mà Yến Trang, Yến Nhi gửi đến cho quý vị khán giả ca khúc này, hy vọng quý vị sẽ có một mùa xuân, một năm mới mới đến thật là vui vẻ với Trang. Bài hát bài hát là bài hát của Thoại Mỹ và Nguyên Vũ, là bài hát được mang tên Tình Duyên Đầu Năm. Với mong ước của cả chương trình cũng như là Nguyên Vũ Thoại Mỹ là những người nào mà chưa có tình yêu thì đầu năm sẽ gặp được tình yêu của mình, gặp được một nửa của mình và may mắn thật nhiều trong vấn đề về tình cảm. Cho duyên tình lứa đôi đẹp mùa xuân mới. Có lẽ đây là lần đầu tiên em và anh kết hợp song ca đúng không? Thật ra thì đứng ở trên sân khấu khi mà đi chơi thì hát với nhau rất là nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà hai anh em mà đứng ở trên một cái sân khấu lớn và là một buổi diễn để có thể hát chung với nhau ca khúc rất là đáng yêu là Nghe Mùa Xuân Về. Hy vọng là với ca khúc này thì khán giả sẽ cảm thấy hào hứng và thích thú. Tập xong một cái tiết mục rất là đặc biệt trong chương trình gala nhạc Việt số thứ 3, chủ đề là Hương Sắc Tết Việt. Bài hát này thì hai chị em phải đắn đo lắm mới chọn ra được cái ca khúc đặc biệt này, và thực sự cảm thấy rất là giữa chị Thư và Quỳnh cảm thấy rất là hợp. Chỉ có hai ngày tập vỏn vẹn thôi thì Thư và Quỳnh đã tiến bộ rất là nhiều. Go, take in my show. Xin chào mọi người. Và ngày hôm nay thì Thiện, Phin và Khanh sẽ kết hợp một ca khúc đó là Tết Trong Tâm Hồn. Và ngày hôm nay thì Khanh cảm thấy là tất cả các anh chị em nghệ sĩ của chúng ta đã chuẩn bị rất là tích cực và đầu tư rất là nghiêm túc phương trình diễn cũng như là tiết mục của mình. Em cảm thấy là chương trình đầu tư rất là hoành tráng. Xem những tiết mục của các anh chị, các chị bối thì em thật sự rất là phấn khích. Tại vì âm thanh, ánh sáng và thậm chí là những bài hát được lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Năm nay thì bốn chị em chúng mình sẽ cùng nhau hợp lại để chọn một ca khúc cho mở màn chương trình Hương Sắc Tết Việt. Và ca khúc Quê Hương Mùa Xuân của bốn ca sĩ chúng tôi góp mặt trong chương trình, một ca khúc mở đầu cho một năm mới an khang thịnh vượng. Lần đầu tiên Hương tham gia với gala nhạc Việt với chủ đề Hương Sắc Tết Việt, một sự hãnh diện, một sự vui mừng của Hương dành riêng cho chương trình khi được ekip cũng như ban tổ chức sắp xếp và chọn lựa bài vở rất là kỹ lưỡng. Trong chương trình lần này Trang được tham gia một bài hát vô cùng là mới. Có lẽ quý vị cũng đã từng nghe qua bài hát này rồi, nhưng mà với Trang thì là lần đầu tiên Trang hát. Thì cũng như những lần trước là nhóm Việt Hải đều tham gia tiết mục mở màn Quê Hương Mùa Xuân và tiết mục ao chương trình là Hương Sắc Tết Việt, và những cái mục liên khúc giao thừa xa xứ, xa quê, câu chuyện đầu năm, mà đặc biệt là tiết mục Nắng Có Còn Xuân. Vì ý tưởng này giữa Hải và chương trình đã lên ý tưởng cả trang phục, cả đạo cụ và tất cả những động tác múa. Hy vọng quý vị khán giả sẽ đón xem. VMusic xin chào. Hôm nay VMusic rất vui khi được đến đây để chuẩn bị quay hình cho chương trình gala nhạc Việt số thứ 3 Hương Sắc Tết Việt. Không khí ở đây thật là náo nhiệt, mọi người thì đang tắt tóc nọc để mà chuẩn bị những cái trang phục cũng như là tiết mục của mình để lên sân khấu biểu diễn. Và đến với chương trình gala nhạc Việt lần này thì VMusic có chuẩn bị cho mình một tiết mục, một bài hát được mang tên Nắng Có Còn Xuân.
cùng với sự biên đạo của đoàn Việt Hải, cùng với những chiếc trống hoành tráng, hy vọng là sẽ đem đến tất cả mọi người một tiết mục hoành tráng. Đây là lần thứ hai mà Thanh Thảo tham gia chương trình này. Một chương trình mà Thanh Thảo tin chắc rằng là rất là phong phú và rất là màu sắc và được quý vị khán giả đón nhận và yêu mến. Ca khúc Xuân Đẹp Làm Sao mà Thanh Thảo trình bày là một ca khúc mà Thanh Thảo muốn gửi tặng cho con trai Jackie của mình. Thì trong cái ca khúc Xuân Đẹp Làm Sao, Thanh Thảo đã cùng với vũ đoàn dàn dựng một cái tiết mục thật là màu sắc với lân sư rồng, rồi có cả ông địa nữa, để mong rằng là các bé sẽ có một cái năm mới thật là vui vẻ. Với một cái bài hát có tựa đề là Nắng Xuân Hồng, đây là một bài hát rất là dễ thương và mang tính chất hài hước một chút xíu. Đó là Tiên mong muốn đem mang đến cho mọi người một mùa xuân thật là nhiều tiếng cười và thật là nhiều niềm vui. Ra vào một tiết mục đặc biệt cùng với Thủy Tiên và Minh Hằng là một sáng tác mới của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Và ca khúc này thì mặc dù là cả ba ca sĩ cũng đều cuối năm ai cũng bận phải đi diễn rất là nhiều nơi, tuy nhiên thì cũng đã dành được một ít thời gian để tập luyện cùng với nhau. Hy vọng tiết mục này sẽ mang lại một cái hơi thở mới tràn đầy sức sống, và đây là một trong những tiết mục vui nhộn ở trong chương trình ngày hôm nay. Vừa trải qua một tiết mục gọi là cực kỳ màu sắc và vui tươi. Sự đó là sự cố gắng của tất cả chúng tôi, những người hoạt động ở những lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, ví dụ như là hoa hậu, là người mẫu, là diễn viên, là ca sĩ. Và mặc dù ở đây là ca sĩ không kiên đúng không? Nhưng mà chúng tôi rất là hài lòng với phần trình bày vừa rồi. Bởi vì Diễm Hương hy vọng rằng với sự trung chuyên đó đem đến những điều thú vị cho quý vị qua tiết mục vừa rồi. Và xin chúc quý vị một năm mới thật nhiều an khang, thịnh vượng và năm Giáp Ngọ thật là sung túc nhất. Vây chào, kính chúc mọi nhà thật nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về. Xuân xuân ơi xuân đã về. Xuân đã về. Xuân xuân ơi xuân đã về.